chiều hôm nào tiếng hát bay cao quỳ bên nhau trước đấng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn bên nhau trước đấng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cho con đừng thế dễ quên lời lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy xin cho con đừng thế dễ quên lời lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Chung đường Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui,
Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Thưa các
Chúa là sáng hôm nay chúng ta cùng quy tụ tại nơi thánh đường của giáo xứ cùng biểu lộ niềm vui cùng với hai đôi tân hôn ngày hôm nay đến trước bàn thờ Chúa để thực hành nghi thức hôn phối. Đó là anh Phêrô Tạ Minh Trí, sinh viên cùng chị Maria Lê Thị Hải Yến, anh Phêrô Lê Thành Liêm, sinh viên cùng chị Agatha Nguyễn Hồng Ngọc. Với việc cùng với nhau đến trước bàn thờ Chúa để thực hành nghi thức hôn phối, anh chị cầu xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc cho tình yêu đôi lứa của anh chị, đồng thời chúc phúc cho hành trình mới trong đời sống gia đình. Và kể từ hôm nay Chúa sẽ kết hợp các anh chị lại, chúng ta cùng được đồng niềm vui và dâng lời cầu nguyện, xin cho tất cả những người chúng ta luôn luôn biết noi theo gương mẫu của thánh gia và làm cho gia đình của mình trở thành gia đình thánh với sự hiện diện của Chúa. Với tất cả những tâm tình đó, ở đây chúng ta thành tâm xin Chúa thứ tha những tội lỗi thiếu sót để xứng đáng thực hành hầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự.
nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là cách xưng hô là được.
Giêsu gọi Đức Mẹ bà, nhưng mà cái cách mà Thánh Gioan muốn hình tượng hóa đó là một cái mối tương quan, mối tương quan giữa Thiên Chúa với giáo hội. Cái giờ mà Thiên Chúa thực hiện cơn phúc độ đối với toàn thể nhân loại chưa tới, nhưng rồi cũng sẽ tới. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lúc đầu là như Ngài không quan tâm tới vấn đề của gia chủ, nhưng mà cuối cùng chính Ngài đã thực hiện phép lạ bằng cách làm cho nước trở thành nước từ những gì nhạt nhẽo, nhờ sự gợi ý của mẹ Maria, nhờ quyền năng của Chúa, giờ đây đã trở thành thứ rừng ngọt. Thời hôn nhân của mình chỉ kéo dài một thời gian ngắn mà nó nhạt nhẽo như nước, nó phải đồng nàn và chất chứa đầy niềm vui, đem lại những niềm hạnh phúc cho mọi người. Để có được điều đó phải có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, phải có sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân và gia đình của cả nhà. Thưa anh chị, cho nên là Thiên Chúa đã trao ban một người bạn đời cho anh chị, và đó là cách thế mà Thiên Chúa biểu lộ tình thương. Cho nên trong bài đọc hai trong thư Thánh Phaolô mà chúng ta nghe, Thánh Phaolô khuyên nhủ những người làm vợ và những người làm chồng, và Ngài khẳng định là cả hai sẽ nên một xương một thịt, nên một thân thể. Và Ngài nói rằng tôi có ý muốn nói đến Đức Kitô và Hội Thánh. Đời sống hôn nhân của anh chị có thăng hoa thì nó mới thể hiện cho thấy khi Chúa đã yêu thương và cho anh chị có người bạn đời xứng hợp, một người bạn đời trở nên người bạn đồng hành suốt cuộc đời, trải qua những khó khăn gian khổ, sống có những cay đắng tất yếu như là rừng, nhưng nó đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho đời sống hôn nhân của anh chị. Đó trở thành một bài học lớn lao cho chúng ta trong đời sống hôn nhân, cũng cần đến sự quan tâm và đầy tinh tế để nhìn từ mặt đời của mình đâu là những các vấn đề, đâu là những khó khăn, đâu là những nhu cầu của người bạn đời để có thể chứng tỏ để có thể trở nên. Và chúng ta cũng đừng mời gọi như thế của Thiên Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ luôn luôn làm cho những chất tình yêu trong đời sống của mình nó trở nên mới mẻ, trở nên ngọt ngào và càng dấn thân vào trong đời sống hôn nhân bằng những hy sinh, bằng những cái điều tế nhị quan tâm lẫn nhau. Chúng ta sẽ càng cảm thấy được sự ngọt ngào của một niềm tình yêu mà Thiên Chúa dành tặng cho tất cả các chị, và đó chính là cái kế hoạch tốt đẹp từ bắt đầu của Thiên Chúa, không chỉ để yêu cho chị mà còn để yêu cho tất cả những người trong đời sống hôn nhân. Như trong sách Sáng Thế chúng ta đọc, chỉ đến đây để từ ngày hôm cuối chúng ta mời gọi Thiên Chúa vào trong đời sống hôn nhân. Và không chỉ cái điều đó nó diễn ra trong cái lễ hôm nay mà thôi, mà trong mọi biến cố trong đời sống gia đình, mặc kệ từ hôm nay các chị chính thức bước vào, các chị cũng đừng mời gọi hãy dành cho Chúa và mẹ ba ngày ở gì nghi lễ và ăn ở đây các chị thực hành. Nó không chỉ là cái đòi hỏi của anh chị phải học cùng trong ngày hôm nay, những cái câu nói hứa sẽ xin lập chung thủy với anh hay với em khi thịnh vượng cũng như lúc gia đình, thì mạnh khỏe cũng như đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh và em mọi ngày suốt đời. Nó phải là lời đoan hứa và lời quyết tâm trong suốt cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng con những điều đó được của anh chị. Anh thưa tôi tại vị trí và chị Maria lên thì này đến. Anh Phêrô lên thì đến và chị Agatha lên cầu nguyện. Được Thiên Chúa ủng hộ và sơ tâm lên thánh trước mặt của đại viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô đang vận tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và sự bí tích đặc biệt mà làm cho các anh chị nên phong phú và vững mạnh, để các anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận được trách nhiệm các cuộc hôn nhân như chính người đã sự bí tích thánh tài và thánh yêu anh chị. Vậy chúc mặt hội thánh vương vào các anh chị. Anh Phêrô là vị trí và chị Maria lên thì đại yến. Anh Phêrô lên thì đến và chị Agatha đứng đầu ngọc. Các anh chị đến đây để kết
Khi chờ được số công nhân, các chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng bạn đời của mình suốt đời không? Không có. Không có. Chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chúng sẽ ra và giáo dục chúng theo lối của Tin Mô và Phật hay không? Không có. Không có. Vậy là vì các chị đã quyết định thiết lập một xã hội công nhân thánh thiện, các anh chị hãy nắm lấy tay nhau và đó lên sự ủng hộ của anh chị. Tôi cho rằng chính nhận em mai ra mình hãy làm vợ và hứa giữ lòng với em, vì tình cũng như lúc gian nan, vì mạnh mẽ như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Thank you.
Đức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho nhau các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy và uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm thương đi. Xin cho họ con nhiều cháu được trở nên những cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ
xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
tôi khỏi tình Chúa Kitô, không ai tách lìa chúng tôi. Xin tìm yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô, là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên tròn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu, xin tin yêu vào nơi Ngài. Xin tin yêu.